các bạn, cái iPhone bánh ú nè, đây nè các bạn ha, pin nó phì cái bánh ú luôn ha, nó bung nắp tới cả hình này luôn nè các bạn, không biết có hư màn hình chưa nữa, khả năng trong đó chắc cũng hư rồi, để mình để lâu quá mình không khui bạn, iPhone đó bạn nha, giờ mình phải bung game này ra thôi, bung đổi pin ra. Cũng lần đầu tiên mở mở hộp iPhone 5S các bạn ha, ngồi sao ngôi sao các bạn nha, ốc ngôi sao, ốc ngôi sao rất là nhỏ, mình đổi ốc rồi. Đổi đầu óc rồi các bạn. Nãy khui 4S rồi mà quên. Tại bên trong nó là ốc ốc bình thường. Có ốc dưới là ốc ngôi sao. Đa phần ốc dưới của iPhone nó đều giống nhau rồi. Mình sẽ khui, mình lấy pin ra chứ các bạn nha, mình lấy nắp trên nè, mình lấy nắp trên đi, hồi nãy không có kinh nghiệm lấy nắp dưới, lấy ngay cái màn hình của người ta hư luôn cái iPhone 4 4S này. iPhone 5S này không biết nó giống này nữa. Không ra các bạn ạ. Để mình để gần gần lại ra. Nó khít dưới ta, để mình lấy cái này ra cho chắc ăn. Cái sim ra chứ các bạn nha. Mình đổi cái cục hít của mình đây. Không có lúc nhích gì chứ ta, không có xi nhê gì chứ mà hết ốc rồi mà ta, hiện tại mình không có kinh nghiệm nữa. Chắc mình không có kinh nghiệm lần đầu mở rồi. Thấy ta mở cũng dễ lắm mà ta, sao mình phải căng như vậy. Màn hình lên trên đây là thấy gì, là thấy rồi đó, xong rồi đó.
iPhone 4S đó bạn nha. iPhone 4S thì ấy bằng sau được. Còn như mình nhớ là iPhone 5S là phải mở màn hình trước hay sao? À, nó có cáp nữa các bạn nha. Chúng ta để ý ha, chúng ta gỡ cáp ra có con ốc nè. Cáp màn hình đó các bạn nha. Phải đổi ốc lại. Ốc này là ốc 4 4 ngạnh. Ở ngoài thì ốc ngôi sao nhưng mà ở đây ốc 4 4 ngạnh. Chưa các bạn. À, ở dưới này nó có cái dưới này nó có cái lẫy nè các bạn nha. Chúng ta lẫy lên thử coi lên không nha. Lên thì khỏi mất công. À, lên rồi nè. Khỏi mất công gỡ ốc nha. Còn phần trên đó. Ô cục pin đó. Mình quên đó là iPhone 5S nó màn hình nó chung với pin. Khá là dễ mở các bạn ha. Cái iPhone S 5S này dễ mở hơn 4S nhiều các bạn ha. Không biết nó có cái lẫy gì không nha. Chung tới đây là mở pin được rồi các bạn ha. Tới đây mở pin dễ rồi nè. Ơi, cục pin nó như cái bánh ú vô không nè. Không khác bánh ú như thế nào luôn. Không khác nhiều luôn. Trời ơi coi nè. Cầm mà ngưỡng tay luôn. Đây nó có cái lẫy đây các bạn nha. Đây, thứ nhất là mở ốc đi các bạn ha. Đây nó có hai con ốc nè. Có cái màn hình chịu khó chúng ta cầm gì đỡ đi. Để lát mình nghiên cứu cái màn hình xem lấy cục pin này đây này. Nhìn cục pin gớm quá. Nguy hiểm quá. Nhìn cục pin không dám cầm luôn á. Cái men này mình giữ lại, tại các bạn biết sao không? Men này có iCloud của mình. Các bạn lấy mấy cái lẫy, chúng ta lấy mấy cái lẫy mà bằng mũ nha, đừng lấy mấy cái lẫy mà bằng sắt inox nó truyền điện sẽ nó chạm mạch đó mà. Rồi lấy pin ra chúng ta vô tư chúng ta để máy hay sao cũng được ha, tại vì có pin nó truyền cái nguồn vào đó, nó làm ảnh hưởng máy nhiều, dễ bị chạm chập cháy nổ. Ồ cái pin công nhận luôn, trước giờ xưa giờ luôn mới thấy cục pin này nó như thế này luôn mà. Không biết phải bên chính hãng không nữa. Bên này xử lý an toàn như thế nào chứ không phải ra ngoài môi trường nữa bạn ha. Rất nguy hiểm ha. Mấy bên này nó hại nguồn nước. Hại nguồn nước nhiều lắm. Nè các bạn, Thanh Tân nè. Có cái nhà con khói nè. Thanh Tân Apple đi ra bên thôi, lại qua bên đi. Có gớm em này quá. Ai. Tiếp là mình sẽ coi cái màn hình trên này kìa. Nghiên cứu mở cái màn hình này coi như thế nào. Nếu mà không có cách mở thì thôi thay pin thôi. Rồi, thôi thay pin thôi các bạn nha. Mình thay cái cell pin này thôi. Bây giờ mình cắm qua cái lấy cái máy khác nè. Cái này cũng sắp phì nữa mà thấy không? Nó có đường hở nè. Đó. Nó có đường hở nè. Đúng không? Cái này thì mình cũng sẽ tháo ra luôn. Nhưng mà mình chưa, mình cái iPhone này hôm qua mình test rồi ha, còn nguồn ok. iPhone này ok hết mà bị dính cái allow không mà ha. Giờ mình sẽ lấy pin của máy này qua. Rồi, mình lấy pin máy này qua thôi. Lấy pin máy này qua để mình gắn qua cho cái máy mới mở. Lần đầu tiên làm luôn các bạn nha. Đối với mình mấy cái iPhone là lần đầu tiên hết. Android thì cũng chưa luôn. Nói chung là về điện thoại là mình lần đầu tiên hết. Mình chỉ học chơi vậy đó.
còn kinh nghiệm thì không có gì hết á. Các bạn chê chê sao cũng được, không sao, tại mình giống như gà mờ tại mơ, anh cũng không có gì hay, chủ yếu là chia sẻ với các bạn những cách đơn giản chúng ta thay pin này nọ. Rồi bây giờ chúng ta lấy một cái hít ha, chúng ta dở nhẹ lên cái phần này. Mình cũng có coi video của người khác một hai lần nữa mà mình bắt chước thôi. Mà công nhận iPhone 5S mở dễ các bạn. Mở dễ ha. Hồi nãy thì dễ đó, mà không biết cái này chưa mở lần nào không biết sao nè. Hồi nãy thì nó mở sẵn cho mình. Còn cái em này thì chưa mở lần nào không biết sao. Cái lần này chắc nại quá các bạn nha. Em này chắc phải nại với hẹn của mình thì mở sao cũng được. Giới hạn của khách thì khác đó bạn ha. Của khách thì chúng ta phải kỹ, làm đầy của người ta mất uy tín mình đó. Làm sao cho nó hở được bên hông ta, không lên rồi mình hết thì hết chứ không thấy nó hở lên luôn, không như cái iPhone 4 nó hở lên liền. iPhone 5 này nó hết ghê, nó dán kiên cố vậy ha. Không có một miếng hở, độ hở luôn các bạn nha. Ồ, giật mạnh quá, có khi nào nó bay luôn nguyên cái nắp không? Quên nữa các bạn, tháo cái sim, tháo cái sim các bạn nha, bây giờ sợ nó bị vướng cái sim mà nhắc không lên đó. Nãy giờ dở rồi, không lên luôn cái tay bó tay thiệt, chờ không ra nại nữa, không được chắc phải nại quá, nại thêm cái kẻ cái lằn của nó các bạn nha. Mua hoặc lên nữa mà, ôi, lên cái hết hồn luôn á. Nhìn phải tháo cái sim nha các bạn nha. Tháo cái sim nha các bạn ha. Tháo cái sim ra rồi chúng ta mở theo cái đường này. Cái này bằng mũ không có ngại tay bạn, còn cái kia nó bằng bằng sắt, bằng thép á, nại ngại tay lắm, sợ nó trầy nó hư. Giống như cái vừa rồi các bạn ha, chúng ta nại cái lẫy nè, ha, bật cái lẫy lên ha, lẫy của siêu pin rồi, rồi ta bật cái lẫy nó lên, nó có cái nắp các bạn nha, nó có cái nắp, rồi siêu pin lên rồi. Còn trên, còn trên các bạn đi đi ha.
bạn định hờ gì đi điện cho nó ấy ảnh hưởng phần trên thôi. Giờ chủ yếu chúng ta lấy cái xe pin ra thôi, lấy xe pin ra rồi chúng ta đẩy lại thôi. Tạm biệt này, cái main này thì ok đó nhưng mà nó bị cái hay lao rồi, để nó đi, nữa mình trình cao thì mình sẽ thay thử, mình đổi đổi phần cứng thôi. Giờ trình mình thấp rồi mình để làm tới đây thôi. Rồi mấy cái này là mạch này kia không nên chúng ta dùng cái đồ mũ chúng ta làm mà ha. Nó ảnh hưởng nó dễ hư máy. Cái này là cái xe pin nè, cái mạch của xe pin nè. Chúng ta lại lấy pin lên đó các bạn nha. Wow, pin này còn mới quá hay sao mà nó cứng cứng rồi mà. Này pin không lên luôn á. Thử cái nhựa này, cái nổ này. Bó tay cái ông pin này sao đây? Đây coi cái pin cũ các bạn ha. Quên cái pin cũ nữa rồi. Đây nè. Phần này thì nó có cái lớp, đây cái lớp này, cái lớp ấy thôi. Có nghĩa là tay cái lớp này thôi. Đây của bên này nó hư nữa ta. Đây của bên này không lên nè. Căng. Hôm nay cục pin này nó dán. Bó tay cục pin. Hôm nay cục pin này nó dán chết chứ ta. Mình nói một bên này nó dán chết với máy hay sao rồi nha, hay tình luôn á. Gặp cái gì đâu không mà ta tính lấy pin mà pin nó thế này này chắc pin pin giả quá, mà pin chế quá. Công pin luôn, pin này chắc pin chế rồi bạn ơi. Pin máy gì mà cứng vậy. Pin máy không có cứng, dán cứng chết vậy đâu. Mày lấy cho tao dễ mở chứ. Ôi ô nó dán chết luôn mà. Bó tay luôn á. Trời ơi.
tháo cục pin này là bỏ luôn chứ xài gì nữa. Bó tay thiệt các bạn nha, lần đầu tiên mở mà lần đầu tiên gặp trường hợp này, tới bến là dán lớp keo dưới này nè. Máy này máy gì nha, máy xịn thì đâu phải gì ta, chơi kỳ quá. Bây giờ xài gì nữa vậy? Bó tay cũng bình thường. Mình đi xài gì nữa ta? Hư bà đó nè. Nãy lên mà có một điều muốn hư men luôn mà. Cái điện thoại mà làm như là cái thẳng tay luôn các bạn nha, để thẳng tay luôn mà lấy nó không được, bó tay thì bó tay hôm nào không dán được pin. Dán pin lên coi, đừng ta đừng lấy luôn. Quyết tâm mình phải lấy được cục pin này, xài được cái không cũng phải lấy nó ra. Rồi xong các bạn nha, ghê thiệt, bái phục ông nào. Pin gì giờ xài gì nó tệ. Bỏ tay luôn, bây giờ mới thấy keo dính ghê thiệt. Đã biết nãy giờ nó có ảnh hưởng tới cái mạch không nữa. Rồi. Rồi bây giờ mình chia tay với hai cục pin này đi. Mình không dám đụng cục pin này luôn á. Rồi ơi, bóp nữa. Pin mà bóp dẻo như là kẹo luôn ta. Nên chắc là hàng này hàng dởm đó bạn nha. Câu cái pin này vô xài nữa không? Yeah, mình chơi liều luôn đi ha. Lọc năm ăn năm thua nè. Nhưng mà mình nói trước là mình không dám xài đâu, không dám gặp một cách bình thường đâu. Nó nổ một cái là banh xác luôn. À, bây giờ mình nhắn nó vô thôi các bạn nha.
Thì tháo không sao, rồi gắn vậy thôi bạn ha. Rồi. Mấy cái khớp mạch này chúng ta đây gắn bằng tay được các bạn nha. Gắn hai khớp khớp. Bạn đè ấn hơi khớp khớp chúng ta đè ấn xuống luôn ha. Nãy nó có con ốc các bạn ha, đây cái miếng của nó là miếng cũ của ma miếng cũ này, chúng ta xây lại nè, chúng ta xây cái nào khớp thì chúng ta làm. Này không phải mà mặc gì mới đúng để gì các bạn nha, chúng ta xoắn ốc như thôi, ốc đó là ốc thường rồi. Mình để khớp một con vô trước đi. Cái góc này nhỏ quá mà. Nhỏ quá cũng hơi khó làm ghê. Đúng rồi. Bỏ tay. Làm có một tay không có ấy được. Rồi các bạn ơi, giờ test thử thôi. Chứng tỏ pin nó cấp nguồn thôi ha, pin cấp nguồn mới khởi động lên được. Pin tan nát luôn vậy mà nó cũng lên được hay thì không biết có ảnh hưởng nhiều hay không thì mình không biết. Cái vụ mà thay pin này mình tính làm lâu lắm rồi, từ lúc mua iPhone về là chỉ mình thay là được rồi. Để tới bây giờ nửa năm ít đâu. Mật khẩu chả nhớ mật khẩu gì, không biết có mật khẩu không nữa. Máy số 2 các bạn ha. 5 số 2, máy số 2 vậy đó. Ok. Hay là mình nè các bạn. Đó, hay là mình xác minh hay lao nè. Rồi ok, vậy là xài thôi. Có hay lao của mình nè thôi. Vậy là ok các bạn nha. Ồ, hú hồn rồi nha. Giờ ráp lại các bạn, ráp lại xài thôi ha. Đây, tí thôi, giờ tắt nguồn đi. Một pin công nhận rất giả với nó lắm luôn á, nhìn mà tưởng tượng nổi không, cứ gớm luôn à. Ráp lại xài đó bạn nha. Không biết ghép lại nó còn như xưa không nữa nè. Nhìn sơ sơ lại cái cục pin đó bạn nha.
pin lên đây nó có đầu lên không, đầu lên cái là cũng không có đè sát xuống được nữa, nhìn chung là cục pin nó không có đổi bạn ha. Ok, đẩy lên xài thôi. Mà cái cục pin trước nó làm hở cái này quá trời luôn nè, làm hở mấy cái khớp cái mạch này, này kia bung hết luôn. Làm hở của người ta hay gớm chết một ngu quá. Rồi nứt kính rồi bạn ơi. Bạn thấy không, sơ ý một cái là ăn hành liền. Ở đây á, đè đè xuống các bạn ha, dở quá các bạn ơi. Mà nó hư hư kính ấy các bạn nha, nó hư cũng hư kính iPhone chứ hư kính gì. Nó phải khớp với cái này, cái này nó phải nằm ở dưới xuống nè.